Hello anh em, mình là Đảm từ kênh Đảm Đá đây. Ngày hôm nay mình sẽ lại tiếp tục mở bánh Marineboy thẻ quyết đấu đại dương phiên bản tối thượng ha. Cảm ơn anh em trong tuần rồi á, anh em đã ủng hộ mình rất là nhiều luôn. Nên là trong tuần này mình sẽ tiếp tục mình làm. Anh em thấy không? Trên bàn mình đây hiện tại là đang có 3 hộp bánh Marineboy vị rong biển tiết xanh. 3 hộp bánh này nó ứng với lại 3 cái nhân vật chính khác nhau đó các bạn. Đó, cá mập Sacco, cá heo Dobby rồi cá phao Wally. Đằng sau 3 cái hộp bánh này là 3 cái thẻ nhân vật chính ha. Nhân vật chính ở trong cái tem thiện anh em. Đó, còn tem ác thì mình chưa có. Ok. Hồi nãy là mình đã liệt kê đầy đủ luôn, không có thiếu một cái gì cả về cái tình hình phát triển kênh của mình trong tuần vừa qua đó rồi. Coi không nói nhiều nữa, giờ mình mở ha. Trời ơi, ba mua 3 hộp này sót lắm em, mà anh em nhớ coi like video thật nhiều nha để mình có thêm động lực mình làm tiếp. Rồi chắc mình sẽ mở hộp cái mặt sắc cô đi. Đó, đây là bánh, không biết là trong hộp này nó có thẻ ultimate không nha. Đó, thẻ tối thượng ấy. Rồi mở trước nha em, mình mong là trong này sẽ có thẻ tối thượng. Thẻ tối thượng không có ha. Cái thẻ ultimate á thì nó sẽ được gói trong cái bọc kiến, mở ra như vậy là thay vì nó có 2 thẻ đây thì nó sẽ có thêm cái thẻ thứ 3 nữa, nhưng mà nó rất là hiếm, cái tỷ lệ cái xác suất nó ra rất là thấp đó, vậy mới khổ. Thôi nhân vật này anh em, đấy đây là nhân vật cá mập Sacco. Wow, thiết kế cực đẹp luôn anh em. Sức tấn công là 250, sức ở phòng thủ là 200. Cá mập Sacco nổi tiếng là hiếu động và đam mê mạo hiểm. Chàng ta cũng là một phật thủ siêu cấp khi từng chinh phục một mạch 5 đại dương liên tiếp. Nếu được hỗ trợ riêng thẻ bài ván trượt siêu tốc, Sacco có thể tăng tốc nhanh hơn cả tên lửa và hạ gục đối phương ngay khi hắn chưa kịp hiểu ra chuyện gì. Rồi, ui mưa sao băng này anh em, nhìn thẻ này trông có vẻ mạnh đấy. Thẻ phép sấm chớp nổ ra dữ dội liền sau đó là một trận mưa thạch công kích mãnh liệt trút xuống đối thủ khiến hắn bị trừ 70 điểm anh hùng. Bất ngờ chưa? Rồi, đấy, đây là hộp bánh Marineboy chúng ta. Mày clip trước là mình có mỗi hộp gì rồi. Đó, nó ra mình một cái tẻ gì ta? Cá gì đó, hải cẩu silo. Đó. Rồi hôm nay thì nó ra như thế này thì mình chọn mình mang về mình quay cho anh em review coi luôn. Thì mình có nghe đâu á là nó có thêm một cái nhân vật mới nữa. Không chỉ 1 mà là 2. Nhưng mà hiện tại chúng ta vẫn chưa biết nhân vật đó là nhân vật gì, nên là thôi cứ từ từ mà săn. Đó, này không? Thẻ đẹp không? Quên, hộp bánh đẹp không? Thẻ cũng đẹp nữa. Mình thấy lần này là thẻ đầu tư rất là tốt luôn. Rồi, đây là bánh nó có hình cá heo Dobby ha. Ok quốc nha anh em. Đây, cá heo. Chắc mình mở cá voi ha. Thôi, mở cá heo đi. Cá voi là nhân vật chính mà, để sau. Ok, có thẻ thứ 3 không? Có thẻ thứ 3 không? Không có, tiếc quá anh em ơi. Thôi lật đọc nè, cá heo Dobby 5 sao, thẻ tối thượng, nội tại. What, sức phòng thủ 260, sức tấn công 240. Con cá heo Dobby này nó rất là khiếp mà anh em. Đấy, sức phòng thủ và kể cả sức phòng thủ lẫn sức tấn công nó đều rất là cao, vượt bậc so với tất cả các loài khác ha. Ui, cá heo trong này được búp quá trời quá đất luôn anh em à. Cá heo Dobby thông minh, hớm hỉnh nên luôn nằm trong đội tuyển học sinh giỏi và là thần tượng của toàn trường. Nhưng các bạn học lại rất sợ mỗi khi Dobby cất tiếng hát vì không khác gì tra tấn. Dobby có thể khuếch đại âm thanh gấp 1000 lần khiến đối phương té xỉu tại chỗ khi được trang bị riêng thẻ vũ khí súng siêu thanh. Tức là những cái con nhân vật như thế này á thì nó sẽ có một cái thẻ vũ khí tương ứng với từng loài ha. Đó, chẳng hạn như là cái con cá heo Dobby này nó sẽ có cái thẻ súng siêu thanh. Còn đây là xiên xích trói buộc, clip trước mình đã review nha, nên là giờ mình sẽ không đọc lại nữa. Ok, khá là hợp đấy. Rồi, qua hộp cuối cùng ha. Đây là hộp cá voi Wally, nhân vật chính chúng ta đây nè. Mở nha anh em. Trời ơi, mở mà thì mình thấy đau xót anh em mà. Tiền đâu mà mua được. Đâu có thể không có thẻ ultimate. 3 hộp này nha, 3 hộp mà vẫn không có thẻ. Hay là do người ta chưa sản xuất ra ta? Chương trình nó bắt đầu từ ngày 14 tháng 4 lần mà, chắc là người ta chưa sản xuất đâu. Ui, thẻ ultimate nó nhìn nó đẹp cực kỳ luôn anh em thấy không? So với những cái thẻ bình thường gì á thì mình nghĩ thẻ ultimate nó sẽ gọi là gì ta, lấp lánh cũng như là đẹp hơn ha. Nó có hiệu ứng lấp lánh ấy. Mình cũng không biết gọi là sao nữa, nhưng mà anh em nào biết thì nhớ comment bên dưới nha. Rồi rồi, đọc nha anh em. Cá Wally 5 sao, sức tấn công 260 và sức phòng thủ 210. Con cá voi Wally này thì sức phòng thủ nó yếu hơn là con cá heo Dobby ha. Cá heo Dobby sức phòng thủ nó tới 260 lần. Nhưng mà thôi, coi coi. Wow, nhìn cá voi Wally lần này bớt nghiêm túc lần trước anh em à. Không hổ danh là đội trưởng hàng đầu đại dương, cá voi Wally luôn điềm tĩnh và sở hữu sức mạnh phi thường. Ở đâu có ác, ở đó có Wally xuất hiện và ngăn chặn. Nếu được trang bị riêng thể vũ khí trong chống bão tố, Wally sẽ tạo ra lốc xoáy vào rồng cuốn bay đối thủ và làm rung chuyển cả đại dương. Đây, đây là thẻ cá voi ha. Còn đây là thẻ niêm phong. Đây. Thẻ phép ha. Wow, 1000 tấn nè. Ngôi sao quả tạ hình lình từ trên trời rơi xuống và vô hiệu hóa một lá bài phép hoặc vũ khí đang úp của đối phương. Chuyện đó đâu ai ngờ. Đấy, thẻ đẹp anh em. Người ta sao ta để cái đường cắt này ta? Nó ăn mất một khúc mình trên này luôn các bạn ơi. Đó bạn thấy không? Nó vẫn còn một khúc trên này nữa nè. Thôi thì clip mình đây kết thúc rồi. Anh em thấy nhớ like, share, subscribe nhé. Thì hôm nay là chủ yếu là mình săn ba nhân vật chính này thôi. Nếu mà được á, thì ai biết đâu, có khi nào mình săn luôn thể đặc biệt hay không. Đó, mình tính là vậy, nhưng mà lúc mở ra thì mình thất vọng quá anh em mà. Không trúng nổi một thể đặc biệt ha. À quên, thẻ Ultimate, mình nói lộn. Thôi, bye anh em, bye.